Không, anh có xe rồi em. À, anh có xe rồi. Không, có người đón rồi, không đi, không đi. Một trải nghiệm hết sức là tệ. Khó tay xe cộ ở Nha Trang. Làm vậy rồi sao người ta quay lại? Cái gì cũng muốn gom tiền của người ta hết. Mà phục vụ không đâu ra đâu. Ừ. Em cứ chạy đi, có. Ừ. Taxi gì đâu mà gọi á, tới á, nhận cuộc rồi xong rồi tới nơi nói là đi gần quá không đi. Còn taxi nào á mà tấp vô thì cứ kêu là phải đi ăn quán này quán nọ, đọc cái địa chỉ thì không thèm chở. Ủa gì taxi là rút cuộc là chở thơi cho quán hay là taxi chạy công cộng gì không biết nữa. Làm ăn nước tào lao ghê. Bởi vì nói sao mở ta cửa này mà nó không thèm hỏi đi đâu nữa. Nó cứ mở cửa mà nó nói đi ăn hải sản không, đi ăn gì không. Rồi không biết nói mình nói địa chỉ thì nó không đi. Nghe, nó không thèm nghe tới nữa. Bởi vì nói sao ta đi so sánh mình với Thái Lan là hoài là gì. Nó không chạy gần, nó không chạy đâu. Tụi em chạy rạp thì tổng đai nó phải không phải chạy. Mình cầm chỉ nhiều cuốc xe chạy đi gần lồ cũng phải chạy. Nhưng mà có nhiều cuốc mình cũng được cuốc nó xa đúng không? Thì tại vì mình có app thì mình phải chấp nhận. Yeah. Thì còn quốc xa đã thề đi vô công ty rồi phải phục vụ. Làm như vậy cái thái độ vậy là người ta đi hả? Ta nói cho một người nói ra 70 người là taxi Nha Trang tệ. Mà điều đó minh chứng là đúng chứ không phải là sai. Mà taxi Nha Trang bây giờ taxi truyền thống nó còn nửa bao nhiêu nữa em nói còn có mấy chiếc mà nào thôi nhưng mà ít lắm. Chủ yếu toàn rạp không à. Rạp lấy xe xanh là nhiều. Mà xe xanh hồi nãy cũng vậy đó, kêu nó hỏi đi gần đó, tôi đi xe xanh đó. Vậy thôi tay dẹp bản hết đi, ta đề là xe dạo. Để bán taxi làm chi vậy? Không có, đề là xe đi đến quán đó luôn. Xe không chở theo yêu cầu của khách mà chở theo yêu cầu của quán. Hôm qua có một bài mới lên báo vụ Thạnh Sương, Thạnh gì đó, phạt mấy chục triệu chưa tởn. Tào lao không?